Hello, Quang xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang xe máy nha anh em. Thì trước mắt anh em đây là chiếc Quay Thái 110. Quay Thái 110 đời 99 nha mọi người. Hôm nay cũng khá là lâu Quang không có về Quay Thái cho anh em nha. Tình trạng xe là áo zin theo xe nha anh em. Áo zin theo xe cả bộ nha mọi người. Đầu nồi zin chưa chạm nha anh em. Máy cực kỳ im, xe đi đầm nhẹ, chắc hơi. Không hú khói nha anh em. Quang sẽ đi một vòng chiếc xe này cho anh em khảo nha. Quang cũng mới vừa bung bộ bẩn ra cho anh em dễ quan sát hơn bên trong nha anh em. Tập bẩn nè. Bẩn theo xe qua kiểm tra rồi. Yếm luôn. Yếm 99 luôn nha anh em. Bẩn 99. Tổng thể dán xe nha anh em. Tranh thủ quay cho anh em. Trời giờ này trời hơi chiều rồi. Mấy dòng Quay Thái 110 thì nói về cái độ mà đi đầm chắc thì miễn bàn nha mọi người. Máy zin, đầu nồi zin. Sườn đẹp nha anh em. Sườn này mà qua mới xịt dầu thôi, chưa có rửa sờ bông vệ sinh đâu. Ốc ngoe nè. Đi xe nè. Mô bình sườn Hà Lan nha. Chụp bộ ghi mít trên giá băng. Đầu lòng ở tê. Củ đề. Củ đề là Mitsuba Thái Lan nha anh em. Ốc chân lòng nè. Ốc đầu đây. Bẻ ngót à. Đầu nồi bao bít anh em yên tâm nha. Áo ghi tiêu xe nha mọi người. Bô 1985. Bô này tết đen của thằng 2000 anh em. Ốc tán thì liền lạc khá xe. Đem gấp con nè. Gấp thì không một mọt đâu mọi người. Ốc là có số 10 nha. Dành này xi ăn của xi nha. Mặt đầm tôm bùa ghiên, gấp ghiên. Khắc 1, 5, 1, 5, 8, 5. Số cũng gánh hay mọi người. Bà cà te ghim luôn nha nè. Cà te bằng cấp ghim nha. Chưa có sơn nha. Tem gắp cái chóc nè. Còn lớp keo nè mọi người. Một mấy thằng Quay Thái nhúng xuống đó nha nè. Siam Gucci. Đằng trước cũng là Siam Gucci nha nè. Chắc xe này đẹp liền lạc. Hồi qua nổ máy em nghe, máy im lắm. Máy im chắc lắm. Xuồng nặng chịch rồi mọi người. Nâng chiếc xe này lên, người nâng chiếc Quay Alpha lên là một trời một vực luôn nha anh em. Mặt nạ nè. 599. Sàn mở ra Quang quay một clip sơ bộ bên trong vậy rồi. Khi gáp lại Quang sẽ quay một lần nữa cho anh em nha.
tán này để ngót nè mọi người. Gòn chân lồng, gòn máy giữa, ốc chơi máy. Sinh con nha. Sổ này có số rồi nè. Đưa qua lên nét ấy. Đây. Có chạy số nha. Ốc đầu đây. Ốc đầu ở ngoài anh em nhìn là còn vàng á. Và bây giờ có thể nó không có trung thực nha anh em. Quay từ từ cho anh em xem nha. Quay xe nổ máy cho anh em nghe nha. Rồi còn trả lớp cốt nha mọi người. Máy này. Thôi nhờ tay anh em. Bánh xe lồng chưa thay luôn nhìn nè.
xăng ghi nha anh em. Xăng có số nè. 99 nha mọi người. Đây là 99. Rồi, video hơi dài, Quang xin dừng video cho mọi người. Anh em có nhu cầu xe này thì alo liên hệ cho Quang nha, số điện thoại 0909 584 394 nha anh em. Tiệm Quang nằm đối diện tòa án dân huyện Tiểu Cần nha. Cửa hàng xe máy Tăng Tiến nha anh em. Số điện thoại 0909 584 394. Có hỗ trợ trả góp cho anh em nha. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.